quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là cái niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Bởi vì nếu như ta kết nối được hai cặp đôi thì điều đó là điều tuyệt vời, đúng không quý vị? À, và thưa quý vị à, tại vì chương trình của mình hiện giờ là nhiều người đăng ký lắm mà cứ chờ chờ hoài mà chưa đúng tới rồi, có cái lượt gần 10.000 hồ sơ nộp lên rồi. Cho nên là có thể là mình sẽ phát sóng thêm một số nữa trong tuần như thế này. Thì quý vị nào mà có nhu cầu cứ mạnh dạn lên đăng ký và gửi hồ sơ đến cho chúng tôi để mà chúng tôi có thể có cơ hội mai mối giùm cho quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ màn xuống. Người Bắc em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Nam ra trước đi anh Linh ơi, cho nó hên. Mời bạn Nam. Chào bạn. Vâng, em chào anh. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng. Rồi, mà anh ngồi. Vâng. Dạ. Trời. Vâng. Rồi, cao cao lên. Vâng. Anh tên là gì? Dạ, em là Nguyễn Văn Thành. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi? Dạ. Làm nghề gì? Em làm quản lý một công ty cơ khí ở Đồng Nai, Biên Hòa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu à. Xin mời bạn. Dễ thương quá. Em giới thiệu về mình đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Hồng, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang công tác ở Tây Linh. Em làm bên ngành quản trị chất lượng. Năm nay em 26 tuổi. Theo cái tuổi của người Bắc, tụi em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Và ngày hôm nay em đến với chương trình này để tìm cái đối tượng của mình. Nếu như mà tìm được thì cảm ơn chương trình nhiều nhiều. Chào em Hồng. Chào anh Thành. Rồi. Anh thì quê vợ dạ vâng em là con của miền Quan Họ, là người con Bắc Linh. Quan Họ. Vâng, Bắc Linh Kinh Bắc. Em vào đây sống cũng làm được 3 năm ở trong này. Mấy năm? 3 năm. 3 năm. 3 năm. À, 3 năm. Vâng. Bạn nói là sống ở quê Quan Họ, Bắc dạ, Ninh. Dạ. Thì quê Quan Họ Ninh là một trong những cái nơi mà khi nói nó thì nói đến những cái câu Quan Họ. Dạ vâng. Bạn có biết hát Quan Họ không? Em thì hát thì không hay. Đến với chương trình thì cũng có đôi câu Quan Họ để thể hiện tấm lòng của người Bắc Linh. Rồi. Thể hiện mình là người Bắc Linh. Và hát này ta biết mình ở Bắc Linh. Rồi vô đi, vô và đi. Vô dạ đi bạn. Hát 2, 3. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư na. Người Bắc Ninh vốn trọng dân giao duyên nối a. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Dạ vâng. Em hát cũng hay. Sao em? Nghe em thấy sao? Anh ở chỗ nào của Bắc Linh ạ? À? Anh ở thành phố Bắc Linh ạ. Tại vì bạn em thì có người ở Bắc Linh nhưng mà em chưa về Bắc Linh lần nào. Em nghe nhiều về Quan Họ rồi ạ. Nhưng mà hôm nay nghe hát trực tiếp thì nó thấy nó khác đúng không? Nói chung nó khác hơn ở trên TV. Anh không biết hát. Không, nhưng mà quan trọng là em cũng không cần cái tài năng hát của anh. Em chỉ quan trọng tấm lòng của anh như thế nào thôi ạ. Em thế bạn tự giới thiệu ưu điểm của bạn và khuyết điểm của bạn. Nếu mà ưu điểm và khuyết điểm thì nói chung là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Nói về ưu điểm thì đọc mãi ra thì được một ba cái. Thứ nhất là nhiệt tình, đảm đang, thẳng thắn. Còn về khuyết điểm thì rất là nhiều, nói nhiều, thẳng thắn quá. Gia trưởng trong gia đình em là người quyết định mọi thứ. Có một anh hỏi em là em có nghĩ em là lét không? Em trả lời một câu rằng là em thích trai đẹp chứ em không thích gái. Thế nên em biết giới tính thật của mình là gì. Bạn Nam thấy sao? Em thấy ở bạn gái cá tính. Cá tính. Và anh có những ưu khuyết điểm thế nào nói luôn cho bạn gái biết. Ưu điểm của em, có ưu điểm là thẳng thắn, quyết đoán. Quyết đoán hay là gia trưởng? Quyết đoán nó khác gia trưởng anh. Rồi có. Có gì? Có nghĩa là có bản lĩnh. Được. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em nhận thấy là em sống chậm. Cái thứ hai là cũng nhát gái. Cái thứ ba nữa là kỹ tính. Hơi kỹ tính. Vâng, chút. Đó là những khuyết điểm của anh. Anh được trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. 3 rồi? Dạ vâng. Ít nhất là bao nhiêu lâu và nhiều nhất là bao nhiêu lâu? Nhiều nhất thì cũng khoảng độ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Dài quá nha. Dạ vâng. Thế sao là chia tay? Lý do thì cũng do em coi trọng sự nghiệp.
đặt sự nghiệp nó lên trên khá cao, dẫn đến chia tay. À, thì thứ hai là không hòa hợp, không hòa hợp. Thế Hồng nghĩ tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là do môi trường làm việc của em, với lại cũng do tiêu chuẩn của em cao. Thì người như thế nào? Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, cao 1m7 trở lên, công ăn việc làm ổn định. Với anh đã ổn về kinh tế rồi và bây giờ là xác định là mình chỉ lo cho gia đình nữa. Hơi cao ạ. À? Sao anh? Có đáp ứng nhu cầu được không? Không, em muốn nghe thêm tiêu chuẩn chứ. Nghe thêm phải không? Rồi. Điều gì bạn không thích? Điều em không thích ở người con trai đó là keo kiệt và tính đàn bà. Tại vì những người đàn ông tính đàn bà là không thể chấp nhận được. Mối quan hệ sẽ không bền lâu được. Bạn có cái mẫu người đàn ông lý tưởng nào mà bạn... Có. Đó là một là giống bố em, hai nữa là giống anh Quyền Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Hôm nay em đến với lại bạn em. Bạn em của em. Rồi. Bạn Hân. Dạ, em chào anh Linh và chị Tường ạ. Ừ, chào em. Chào bạn. Dạ, em là Hân, là bạn của Hồng ạ. Bạn chơi với Hồng lâu chưa? Dạ, cũng khoảng hơn 2 năm rồi chị. Bạn hiểu rõ tính cách của Hồng chứ đúng không? Bạn em rất là tốt, mạnh mẽ. Từ một cô gái từ ngoài Bắc mà vô Nam sống là rất là mạnh mẽ. Dạ. Thấy anh bên kia sao? Có phù hợp với Hồng không? Thấy anh cũng khá tốt, có nhiều điểm giống với bạn Hồng. Em nghĩ là cũng phù hợp ạ. Rồi anh có đi với người thân của mình không? Dạ vâng, em đi cùng với cả là chị gái. Chị gái chị, rồi, vâng. Cho gặp chị gái nào. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình như là một chiếc cầu nối để cho các bạn trẻ tìm đến với nhau. Em cảm thấy như là em gặp một người này em cảm thấy rất là hợp. Nhưng còn như thế nào nữa thì phải cần có thời gian. Dạ cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Hồng ơi, em nói là 26 tuổi là gia đình đã hối là lấy chồng rồi đúng không? Nếu bây giờ được thì em nghĩ bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Đối với bản thân em thì mẹ hối mà bên này cũng ưng á thì chắc là sang năm. Sang năm là sang năm mới á. Nếu được thì hai bên sẽ tiến tới á. Rồi, cảm ơn bạn. Anh thấy là người phụ nữ bên kia quá mạnh mẽ. Vâng. Vậy em có lo không? Bởi vì người phụ nữ mạnh mẽ quá họ sẽ làm chủ gia đình. Em thấy là thẳng thắn. Ừ. Dạ là rất là tốt. Em thì em yêu cầu là thứ nhất là phải tâm lý. Tâm lý kia là tâm lý rồi đấy. Vâng. Cá tính. Có đấy. Có hiện đại. Song vẫn giữ nét truyền thống. Rồi anh hiểu rồi. Vâng. Bây giờ anh sẽ xem cô ấy thế nào nha. Có hợp với em không? Rồi. Anh Quyền Ninh. Xin chào chị. Dễ thương. Em mới 26 anh Quyền Ninh. Anh gọi lịch sự thôi, anh gọi Cát Tường cũng bằng chị mà. Ủa chị Cát Tường vậy là không được đâu. Mình còn trẻ, phải nhận làm em. Lanh lắm. Không chồng, rất là lanh. Rất tự tin. À, rất là tự tin, bản lĩnh ha, cá tính. Cái này thì em không dám. Ba em thì chị không biết, nhưng mà tự nhiên sao em lại nói thích người giống như anh Quyền Linh? Ý cho anh già là ba khổ á. Rồi, giờ bạn trai là phải cao 1m7 lắm phải không? Rồi, tại vì em thấp quá. Dạ, vâng, em chào chị. Vâng, chào anh. Anh cao được nhiêu? Dạ em là 1m65, 5, 6, 5. Anh thấy cô bên này có nói nhiều quá không? Phụ nữ thì nói nhiều một chút, chắc cũng không sao. Coi như là nói nhiều không ngại vấn đề gì hết đúng không? Vâng, vâng. Như vậy hiểu rồi. Chúng ta sẽ cho hai người gặp nhau để nhìn nhau, cảm nhận về nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Kéo màn lên. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Chào em. Chào em. Rất vui được làm quen anh. Vâng. Với một em gái thấy cá tính, xinh. Khi mà nghe anh nói thì em thấy có một cái đồng điệu với quê em. Đó là ngập chữ N và L. Anh mình chỉ có ở đây 2 phút thôi. Dạ. Nên mọi cái thì anh nhường cho em 2 phút thoải mái. Anh nghĩ sao về vai trò của người chồng trong gia đình ạ? Bản thân về kinh tế phải là trụ cột. Cái thứ hai nữa là công việc thì phải chia sẻ thôi. Nếu hai người lấy nhau thì ai sẽ quản lý tiền nong? Thực sự theo người Bắc á, thì con gái vẫn tốt hơn. Bạn có chịu làm dâu không? Thực sự thì mẹ em cũng dạy em là con gái miền Bắc thì nên phải biết làm dâu chứ đừng bao giờ về làm má chồng. Ok, ok. Ok, ok. Một câu cuối cùng. Anh đi trước. Em anh trước đúng không? Sao? Lúc đầu anh nghe, anh chưa kéo rèm xuống thì anh nghe thấy nghe cá tính. Khá dữ dội. Và bây giờ thì chuyển biến tốt. Rồi anh thì anh muốn là một cơ hội sẽ tốt cho cả hai anh em mình đến được với nhau. Dạ. Còn... Okay không? Thằng okay không? Chồng với nhau. Em chưa nói là đến xa hơn. Ok chưa em? Ok chưa? Rồi. Muốn biết như thế nào xem hồi sau sẽ rõ. Mà anh để tay vào nút bấm, nút phía sau đây. Dạ. Đây. 1. Suy nghĩ kỹ nha. 2. 3.
Ok rồi. Ủa sao sao mà anh biết ok rồi? Em nghe thấy tạch. Em nghe cái tạch hả? Dạ vâng. Vậy ta? Vậy mình có thể nắm tay nhau về quê không? Em thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào? Nói chung là cảm giác là thực ra tay anh rất giáp. Anh là người dân cơ khí. Cái giáp đó là giáp lao động. Dạ, đúng rồi. Mình phải tự hào. Trước tiên là gửi tặng hai bạn. Dạ vâng. Cặp vé xem phim. Em cũng chân thay mặt chân thành cảm ơn. Thay mặt ai? Thay mặt em Hồng. Chân thành cảm ơn anh chị cùng tất cả những anh chị mà đã có những cái thời gian mà giúp đỡ bọn em trước đó cắt tinh một lần hai rồi sau cánh gà rồi rất nhiều lần mà em thì có khá nhiều yêu cầu nên là các anh chị cũng khá vất vả. Vâng, xin chân thành cảm ơn một lần nữa, chân thành cảm ơn. Em muốn nói ngoài luồng một chút là những bạn nữ ở miền Bắc, nếu như các bạn có tự tin để lên chương trình này thì các bạn hãy cứ tiếp tục đăng ký. Tại vì người Bắc mình quan niệm là phải tìm chồng thì đừng lên truyền hình. Nhưng em nghĩ rằng lên truyền hình nhiều khi cũng tốt. Nên mong mọi phụ huynh người Bắc hãy thay đổi cái quan niệm đó và hãy để cho con cái mình tự do quyết định khi lên chương trình này tham dự. Hãy giúp đọc fan show. Và... rồi, thấy hạnh phúc không? Dạ. Rồi, đó, nắm tay xuống đi. Tim đập rất là nhanh và hồi hộp được gặp bạn nữ. Chờ đợi lâu lắm rồi. Đây là một cặp vé xem phim đã được tặng, còn một cặp vé nữa không biết mình có được tặng hay không. Không được thì hai đứa mình đi coi. Không được, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. À mà. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai. Trước tiên xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hạnh Nhi, em đến từ quê hương Long An. Dạ. Rồi, mình đợi bạn nam của mình nha. Xin mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào quý vị khán giả có mặt nhà. Chúc quý vị khán giả ở nhà có một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ cùng với gia đình ạ. Tập cái lời chào này lâu chưa? Dạ em cũng mới tập, hơi run quá nên là bị liếu. Run quá hả? Dạ. Bạn tên gì? Dạ em tên là Lê Văn Lộc. Dạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên bán xăng ở dưới Biên Hòa. Bán xăng? Dạ. Nhiều tuổi? Bơm xăng. Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi bên kia là bạn Nhi nha. Nhi ở Long An. À em run quá nên là xin phép cho em gửi lời chào đến bên chị Cát Tường và bên ấy. Dạ chào anh ạ. Cảm giác thế nào khi mà bạn ngồi tưởng tượng một cô gái bên kia sẽ là người mình hẹn hò? Dạ rất là hồi hộp và tò mò ấy. Tò mò. Dạ. Nói giờ có cảm giác đó chưa? Dạ hình như là chưa. Có bao giờ bạn rung vậy chưa? Dạ chưa luôn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua ba mối tình. Ba mối tình mà giờ còn rung. Nhưng mà cái cảm giác nó rung là rung sao? Dạ. Rung vì hồi hộp chờ người kia hay là sợ? Dạ. Lo sợ nhút nhát trước khán giả? Tim đập rất là nhanh và hồi hộp. Được gặp bạn nữ. Chờ đợi lâu lắm rồi. Nhi thì sao? Mình quê ở Long An hả? Nhưng mà dạ. Mình làm việc ở đâu? Dạ em làm ở quê luôn chị. Làm ở quê luôn? Dạ. Là hôm nay lên đây để tham gia chương trình này thôi. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Nhi giới thiệu một chút xíu về mình, về tính cách của mình. Bạn bè nhận xét em là một người hiền. Ưu điểm của mình rồi khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là mọi người nhận xét á là khuôn mặt của em thì nó không xinh nhưng mà được cái có cái đồng tiền dễ thương. Dạ. Xưa giờ mình có nhiều mối tình chưa? Mối tình trước đây thì nghĩa là người ta thích em mà em không thích. Ủa kia xưa giờ bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ chưa. Trước đây á em là một người khá lãng mạn. Hồi nhỏ thì hay xem Lọ Lem và Hoàng Tử thì em tưởng tượng là một ngày Hoàng Tử sẽ đến. Thì em cứ chờ tới 27 năm thì chưa có, cho nên hôm nay em đến đây để tìm. Chờ đâu mà 27 năm, lẽ mới sinh ra là chờ Hoàng Tử tới rồi. Thì mình đã có khi nào mình có hẹn hò, nắm tay rồi đi chơi đồ này kia gì chưa? Dạ chưa chị. Chưa một lần nào hết?
Dạ chưa. Nhưng mà thật sự là tại sao bạn đến với chương trình bạn muốn hẹn hò? Cái môi trường làm việc của mình không tự mình tìm kiếm được hay sao? Tại sao bạn đến với chương trình? Dạ, trong công ty của em thì cũng có nhiều anh, nhưng mà những anh mà cao hơn em á, thì lớn tuổi hơn em thì đã có gia đình hết rồi. À, với lại hồi đầu năm em có đi xem bói thì thầy bói có nói với em là tình duyên của em là phải qua mai mối. Em cũng là tin là thầy bói phải không? Mai mối mới thành đúng không? Dạ. Bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em á là cao to, cao trên 1m7, cao hơn em, lớn tuổi hơn em. Bạn trai bên kia cao dạ. nhiêu vậy bạn? Bên đây cao lắm luôn á. Đáp ứng được không? Dạ, em thì 1m67, cũng tương đối. Có gia trưởng không? Dạ không, em là con trai lớn trong gia đình. Cái yêu cầu của bạn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em rất là đơn giản. Em không cầu kỳ về chiều cao, em chỉ cần là bạn nữ ngoại hình không mập quá, không ốm quá, vừa thôi. Vừa thôi. Em cũng khá dễ tính trong cái vấn đề mà ngoại hình. Và cái quan trọng nhất đó là cái em muốn tìm một người phụ nữ biết chia sẻ, biết làm công việc nội trợ, biết khôn khéo, đối nhân xử thế là được. Chứ lý do tại sao lúc trước các mối tình khác lại chia tay? Dạ, em cũng yêu đơn phương, một mối tình. Và một mối tình nữa là do không hợp về nhiều mặt nên là chia tay. Rồi, mà bây giờ nếu không? Như bạn nữ lớn tuổi hơn mình xíu, bạn có ngại gì không? Dạ cũng không, tại vì trước đây em cũng tập lái máy bay rồi. Được một thời sao? Gian ngắn. Dạ mối tình thứ ba của em là hơn em 1 tuổi, quen được 3 tháng, thì gia đình phản đối là vì em nhỏ tuổi hơn. Rồi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ dì của em. Dì đang ngồi dưới. Dạ chào dì. À, dì ơi, ở nhà mình có hối thúc bạn Nhi lập gia đình chưa hả dì? Có, tại thấy này lớn tuổi rồi mà từ đó giờ nó chưa có bạn, nó thôi giờ lớn rồi thôi mở lòng đi coi, nếu mà thấy được thì tiến tới, chứ cũng lớn rồi. Thấy anh bên này sao? Thấy đẹp, đẹp hơn Nhi. Đẹp có duyên hả? Dạ được rồi, thôi cảm ơn. Còn bạn có người thân không? Dạ có, em đến đây là có sự cổ vũ của nguyên một fan là member trong group của em. Em một group nào? Dạ em ngoài công việc bán xăng thì em là admin của một group xe Eblex Biên Hòa. À vậy dạ. Em là trong vai trò leader của group đó. Thì group tụi em thì hoạt động theo hướng là làm công tác xã hội, tức là làm từ thiện và nhiều chương trình khác như là hiến máu và tặng quà cho những người cơ nhỡ, người nghèo. Đâu nhóm các bạn đâu đưa tay lên. Dạ. Wow, đông quá vậy. Nhóm trẻ trung thế này mà không lẽ không tìm được người bạn? Dạ, nói chung là em ở trong group của em có rất là nhiều mem nữ. Thì thực ra em tiêu chuẩn rất là dễ, nhưng mà em nói dễ thì cũng là dễ, nhưng mà em có một số cái khó ở trong, ví dụ như em gặp bạn nữ đó và em thấy một cái điểm gì đó mà không thuộc trong cái gu của mình, giống như là ví dụ như thấy bạn đó hơi vô duyên tí, giống như là em chở bạn đi mà trong rạp chiếu phim thì thường thường là anh thấy là ai cũng để bắp nước lại làm chiếc phim mà không ai chị mang về, thì em thì là sẽ cầm hết những cái đó của mình bẻ vào sọt rác. Thì những bạn nữ mà em nhắc bạn em cầm về nhưng mà bạn thấy không cầm và bạn cứ vậy đi về, thì em sẽ có một cái gì đó nó không tốt, mà từ đó là còn nhiều cái nữa thì em sẽ gọi là rút. Trong nhóm bạn hình như không ai tốt hết hả? Dạ có tốt nhỉ? có nhiều cả. Có anh nếu mà quen mà mem trong lúc đó, lỡ mà không hợp này chia tay nhau thì lúc em bị mất đi một mem. Đó thí dụ đó là một lý do có thể chính xa chính đáng. Dạ. Hôm nay bạn nói lý do là tôi thấy nếu người nào không tốt thì. Dạ chào chị. Trời đẹp trai dữ. Trai chứ. Cảm ơn chị. Đâu đứng lên dòm sướng tá rồi bắt giò bắt cẳng hơn ngon lành quá vậy ta. Mà hơi lùn hơn cô bên này. Cô bên này cao lắm. Dạ không sao, em khắc phục được chiều cao. Phục cách nào? Em đi giày cao hơn. Nói chung là em đi với bạn nữ mà cao hơn em cũng không vấn đề gì. Có ngại ngùng gì không? Dạ không. Mặc ghê. Anh ơi em thích đi giày cao lắm á. Tại vì tôi thấy mấy cô trong nhóm của bạn cũng xinh quá trời luôn hả? Dạ. Sao bạn phải đến với chương trình để dạ, giờ em mai chính mốt? Vì xinh nên em sợ quen lắm. Vậy là giờ em không cần kiếm bạn gái xinh. Dạ bình thường cũng được, nhưng mà quan trọng là tính cách, tính nét. Chị thích em rồi đó. Dạ em cũng thích người phụ nữ có nước đồng tiền. Trời ơi, bên đây có luôn nè. Nước đồng tiền. Rồi ngồi tiền. Xuống đi bạn. Dạ. Rất là hoạt bát. Nói chuyện ứng xử rất là nhanh. Rất là dễ thương. Giống mẫu bạch mã hoàng tử vậy? Giống mẫu bạch mã hoàng tử của em không chị? Chào em. Dạ. Về đi bắn xăng thù ảnh được không? Sao em toát mồ hôi dữ vậy Nhi? Tại em nóng quá chị. Đây sao ai nóng chân mình em nóng? Chắc tại em hồi hộp. Đúng rồi, do cái sức nóng của anh chàng bên đây nè. Dạ chắc lan tới đây á. Anh hot lắm, thấy nguyên vàng đi theo là biết anh hot cỡ nào rồi.
Giờ hỏi vào đây được không? Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp mặt. Kéo màn lên. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy? Dạ. Gì vậy? 2 phút bắt đầu. Rồi, chào em. Dạ. À, trước tiên anh xin tặng em một đóa hoa. Rồi, lời chào. Dạ, em cảm ơn anh. Anh rất là đẹp. Có giống Bạch Mã không? Dạ, giống rồi. Thiếu con người trắng nữa. Anh đi xem màu trắng. Dạ, vậy được rồi anh. Quan điểm thẳng thắn về tình yêu của em là gì? Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là sự chung thủy. Em có thích màu tím không? Dạ, cũng thích. Anh cũng thích, đặc biệt thích nhất là màu tím. Và cũng thích cái quan điểm trong tình yêu của anh sự chung thủy. Dạ. Nếu như anh chơi với club mà thời gian dành cho club nhiều hơn dành cho em thì em nghĩ sao? Vậy thì em sẽ gia nhập group của anh. Cảm ơn em. Là anh thích đi phượt? Dạ, hỏi em rất thích đi phượt. Dạ, thích ạ. Ví dụ như buổi sáng có thể đi khoảng 200 cây, đi về trong ngày là tổng cộng là 400 cây. Em có đi được không? Dạ, thì em chỉ ngồi sau thôi mà, em đâu có chở đâu. Cảm nhận về tình yêu thế nào? Cảm nhận về người đối diện thế nào? Dạ, sau giây phút hồi nãy thì em đỡ hồi hộp. Và gặp được bạn nữ thì nói chung là mất đi sự hộp và kèm theo đó là sự vui mừng một phần. Cảm ơn anh. Còn em, Nhi, thấy có thỏa mong ước 27 năm chờ đợi không? Dạ, cũng có rồi ạ. Anh, sau chương trình anh cũng hy vọng là anh em mình dịch cặp vé xem phim của chương trình. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định trái tim các bạn có rung động hay không. 1 2 và 3. Hết thời gian. Tôi hơi lo chút xíu. Sao mới có 2 mà anh bấm rồi anh? Em sợ nó không ăn. Đó bây giờ, dù cao thấy thì sao? Sao bạn bỏ gút ra thử coi bạn. Tao dữ vậy trời, chết rồi. Sao mà miệng anh gian được mà. Dạ. Không vấn đề gì đâu đúng không? Dạ. Cao không quan trọng ở đây. Hai bạn có thể nắm tay để cảm nhận về nhau. Em làm sao chứ, cổ nóng lắm người, cổ đổ mồ hôi. Đây ai không ai đổ mồ hôi, có mình cổ đổ à. Em cũng đang rất hồi hộp. Em thấy từ nó được cái nó lanh vậy thôi. Dạ, cái đó để dịp khác ạ. Từ từ ạ. Em thích cái gì nó cũng phải có từng bước ạ. Từ từ đúng không em? Từ từ, dạ, phải nó mới nhừ đúng không? Dạ. Tặng vé xem phim đi. Tôi lo những cặp đôi này, tôi thấy ngộ quá nên tôi quên cái vụ này luôn. Đây, thay mặt chương trình. Rồi, tặng cho hai em. Chúc mừng em đã tìm được Bạch Mã Hoàng Tử sau 27 năm chờ đợi. Dạ. Và hy vọng rằng một ngày gần đây nhất là các Tường và Nguyễn Linh sẽ nhận được tin mừng từ hai em. Dạ. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Chào. Như vậy chúng ta đã trải qua 2 cặp đôi ngày hôm nay. Rất là vui thưa quý vị. Chúng tôi tin tưởng rằng là một ngày không xa thì cái niềm vui đó sẽ nhân lên gấp bội và hạnh phúc sẽ đến với họ. Hạnh phúc đến với họ thì chúng tôi cũng rất là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dưới theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Còn bây giờ thì các tôi và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút chủ nhật và 22 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.